chào mọi người. Xin chào mọi người nào, mọi người à. Thông cảm chị Đại đi. Chị nói mọi người thành món Ninh luôn rồi. Hôm nay mình sẽ làm món bạch tuộc ngồi nhồi thịt nha. Bà nói đi về Việt Nam á, làm kim chi bán. Ồ, cái đó mãi chắc là mua nhiều lắm đó. Mãi đi sách con tê rồi. Mãi đi sách con tê. Đây là con mực nè mọi người. Mình sẽ lấy cái nội tạng của nó ra bỏ. Và chỉ lấy cái xương ra luôn. Cái nang mực thì sao đó? Cái chỉ sát đó mà. Mực này mua lúc nó còn sống nhăn găng luôn, bây giờ để trong tủ lạnh nó chết queo rồi. Ai vậy ta? Ôi trời ơi, mới cầm cái dao quá. Xin chào mọi người, thấy ớn chưa? Bây giờ phải làm việc này nha. Phải sắc hành. Mọi người hãy xem chị Mì Chi sắc hành nè. Sao nó mới lì? Cái tay cái tay thì phải để xa cái dao ra nghe. Tôi xin mời xeo. Một lần này là hành tư bà xả bước cơ mà cà này khá đi mì đà. Bà nói một năm mới làm chừng một hai lần. Nấu ăn kiểu này nè. Tôi thấy bà làm một cái sự lắm. Chốt đi cho nó rả. Ăn bê đi mì tàng. Chị Đại ở đằng xa mà vẫn còn dặn dò. Ồ, thật ra gì bà rả? Bà rả? Dễ bước cái sức anh nè. Cô chị, nè. Nè gà ôi lê hân ta hết trận ta. Sắc đẹp quá mọi người. Tuy là không gành nấu ăn nhiều nhưng mà... Slow, slow. Cái này là slow motion. Slow motion. Dạ. Ừ. Tô, anh nhé. Cái này, bà xong rồi đó. Ô, bye bye. Mình chưa đi ôn hồ thì ca xe không? Với cái dẹp với kia. Dạ đó, mình sẽ đi ta. Hôm nay chị mình chưa đi đâu mà đẹp dữ ta. Bằng đầm, bằng váy rồi nè. Kiểu này là anh 1m8 ở trong coi. Đó. Chị Đại thì đi rửa mực vòng. Chị Đại nó bự quá, bự quá. Tránh ra đi, tránh ra đi. Nên chi, nên chi mà liếc liếc rồi, mà liếc liếc rồi. Ê. Phải tránh ra tới cho em chị. Chị Mì Chi nói mẹ phải nói con sắc đẹp chứ. Thiệt là. Chị Đại đấy. Chị nè. Chị Đại nói mày nhìn sao giống. Chúng mua xe rồi, chúng mua chưa xe à. Nè, chị Đại nói mày nhìn sao giống hai cái nè. Ở tôm gỗ mới niêm cổ, tôm gỗ một cổ. À, cứ. Ở bên trái xe có nhiều xe rồi, bà lì. À, bên tay trái là của chị Mì Chi. Bên tay phải là của chị Đại. Chị Đại nói mà chị xin mình. Bà biện mình nha. Ôi, chị Đại bóc phốt con dâu quá lộn. Chị Đại bóc phốt con gái quá trời luôn. Chuyên mục bóc phốt. Rồi, sau khi hành đã sắc xong và cũng xong luôn chuyên mục bóc phốt, thì bây giờ mình chuyển qua mình sơ chế con mực này nha. Hành ba rô mình sẽ rửa sạch và lột vỏ nó ra. Hành ba rô, mày cho mình hỏi cái này tiếng Việt Nam là gì? Hành ba rô vậy nè. Hành ba rô. Hành. Hành.
Chị Đại là mới học được chữ hành và chữ hành baro rồi đó nghe. Nói là mình học mấy cái gia vị cơ bản bằng tiếng Việt. Thế chị Đại nói chừng nào mà ông không thấy tao bên Hàn Quốc là tao về Việt Nam rồi đó. Yeah. 선생님 전화해봐. 몇 시쯤 올 거냐? 오후에 오냐? 오후에 온다잖아. 전화해보라고. 굳이 전화해보라고. 뭐 하세요? 어? 전화하세요. 이제 우리는 sẽ sơ chế 이거는 rau của con mực này. 이거 안에 들어갈게요, 이게. 지금. Mình sẽ băm nó luôn để mình nhét vô trong bụng của nó. 맛이 있어 봐. 이거 안에 김치 좀 고기를 좀 넣을까? 돼지고기. 원래 밑에 갈아야 되는데. 안 갈아. 너무 갈아피면 죽대핀다 이거 이게. 그래서. 그래. 오이, 지미진, lấy kim chi ra phụ chị Đại. Đi rửa kim chi phụ chị Đại. 고기 삶은 거예요. 생거하면 이끼가 뭐 넣어줬어. 이제 là thịt heo. Mình sẽ băm nhuyễn ra. Mọi người có thể dùng thịt heo sống cũng được nha. Ở nhà mình có sẵn thịt heo ướp gia vị xào sẵn đó, cho nên mình sử dụng luôn. Mọi người nên dùng thịt heo sống để nó tiện lợi và ngon hơn nha. À, cái này là kim chi của chị Mì Chin rửa nè, rửa không sạch hẳn. Mình cố tình rửa lại khoảng 7-3-21 để chừa lại đó mọi người. Mở cơ này á, bà đang lấy gia vị gì phụ chị Đại nè. Cái đó là gì ta? À, tàu hũ. À, làm cái món này nhất định phải có tàu hũ nha mọi người. À, chị Đại giống như là đầu bếp chính vậy đó. Còn chị Mì Chin là trợ lý. Tàu hũ mình phải rửa sơ một lần. Nói chung là rửa cái gì là kêu chị Mì Chin rửa hết. Không có cho bá sắc. Giờ mình sắc kim chi. Muối mà. Tàu hũ sau khi mình rửa xong đó là mình phải dắt nước. Đó, mọi người thấy chị Mì Chin đang dắt không? Thì nó mới khô và nó không có bị nhão khi mà mình nhồi vào trong con mực á. Rất là ngon luôn. Đó, bây giờ chị Mì Chin đang nhồi gia vị. Bà nói bà biết làm mà. Ủa, trứng gà sống. Đập vô hai trứng nữa mọi người. Cái này đôi à, cái phải phải lắp cho cái chỗ ăn ăn phơi chín cả. Chị Mì Chin nói là phải có trứng gà vô thì nó mới dính lại và nó không có bị rã rời khi mình nhồi vào con mực. Aro. Hôm nay chị một thằng xuất đi chơi nhầm mà. Chị Đại nói, ở lộn chị Mì Chin nói tiêu đề video này hôm nay là người mẹ hay cằn nhằn. Chị Đại cái bên đó là mày phải mạnh tay lên thì nó mới ngon được.
bỏ vào miếng tỏi đó nha mọi người. Nãy là mới bỏ vào miếng tỏi nữa đó. Rồi, thêm miếng cơm mồi á, sầu cơm, miếng muối nữa mọi người. Sầu cơm. Chị Mì Chi nói lúc mẹ bỏ vô mẹ phải nói cho người ta biết chứ. Thêm miếng đường nữa. Xoay thăng, đường là xoay thăng á. Còn muối là sầu cơm. Ke là mè đó mọi người. Và chăng ki đường, dầu mè. Cái này là mì sợi miếng, sợi miếng làm dùng làm trong các cái món miếng xào của Hàn Quốc đó. Mình sẽ sắc khúc vậy, bỏ vào đây một vài cọng thì nó mới ngon được. Cái này mua cái chị Đại kêu ăn thử đi, sao ăn thử được? Cái gì chị Chi mới hỏi sao ăn thử được? Ăn sao đây? Nó sống nhân sao ăn? Ồ, cô xì. Chị Mì Chi nói mẹ đừng có làm cho người ta thấy sự khác biệt quá vậy. Chị Mì Chi nói mẹ cố tình làm gì để hạ con xuống đúng không? Bóc phốt con gái mà. Hôm nay là chuyên mục bóc phốt con gái. Anh một anh một bé tám nhập vai lao con mực. Lột cái da mực này mới được mọi người. Là con mực còn phải lột da nha. Mọi người xem có thấy xứng đôi không? Tại vì nếu mà không có lột vỏ thì nó dai lắm. Cho nên mình phải lột vỏ. Rồi, bây giờ mình sẽ nhồi cái gia vị này vào trong con mực này nha. Nhét vô. Cái muỗng hình như là hơi bự, phải đổi cái muỗng khác. Chị Mì Chi dùng tay nhồi vô luôn. Chị Mì Chi nói dùng tay nhồi vô cũng được mà, đâu cần muỗng đâu. Cho ở trong nó chắc, cho nên mình phải lột cái ra rồi mình nhồi xong rồi mình nhét vô trở lại nữa. Mà làm như công ty Kangxi. Quăng một cái bẹp dính vô áo của bà chứ, cố tình đúng không? Dẹp phương. Bà nói concept của bà là xinh đẹp. Của chị Mì Chi á. Bà đâu phải làm trong bếp đâu. Chị Đại hỏi vậy tao là gì? Chị Đại nói tao tính tính đổi tên kênh chị Đại thành là kênh mâm cơm của mẹ và con gái, mà con dâu ở là mà chị Mì Chin. Mì Chin hay cằn nhằn quá à. Chị Mì Chin nói là do bà bận.
Bà phải lo trong lo ngoài tùm lum hết trơn á. Thấy vậy chứ bận lắm mọi người. Chuyện ngoài quán, chuyện quản lý này kia một tay bà không à. Cho nên bà đâu có thời gian đâu. À bây giờ mình ngồi vô nè. Bây giờ là mình nhồi xong rồi mình mới bắt đầu mình trang trí lên ha. Hả? Cứ nói chào mọi người. À, chị đại chị Mỹ Trinh hỏi là bên Việt Nam á, người ta bỏ cái gì, có món mực nhồi này không? Và người ta bỏ cái gì vào đó? Thì mình biết là có mực nhồi đó nhưng mà mình không biết là bỏ cái gì vô. Thì anh 1m8 mới nói là hình như là bỏ tôm với lại phở. Cố kia cách thân cơ, nói chim mà. Mình nghĩ là bỏ thịt, bỏ bún, bỏ này bỏ kia vô gì? Tôm rồi, không biết phải không? Đi mẹ này thì kể cái mà ta chỉ có cái chữ con ý là nó kinh kia. Xin thì mình nói nó gì đó là cũng ông mình phải đi nghe. Chị đại nói con dâu này chơi mánh quá, nó bắt mày chồng nó làm tối ngày à. Nó khỏi cần làm. Nó nghe nó nói không à. Chị Mỹ Trinh chứ cơ. Ờ chị Mỹ Trinh số 1 nè. Chị Mỹ Trinh nói chị Mỹ Trinh nói tất cả mẹ chồng trên đời này giống nhau hết. Mẹ chồng bảo cũng tốt lắm nhưng mà cũng giống à. Chị Mỹ Trinh nói tới nữa mà mình cưới dâu cho con cho thằng thề hô quá nghe là mình cũng dữ lắm với con dâu chứ không phải vừa đâu. Tiếp theo là mình dùng đũa mình xọt nó cho nó vô gia vị. Nhiều quá, mình không có ghim tâm được. Bây giờ mình phải bớt ra. Mình lấy tâm mình xỏ ngang vậy nè mọi người. Ủa, ở 10자는 어떻게 하는 거야? 이렇게 이렇게 꼽아야지. 야, 작아가 안 돼. 끝에만 찢어졌어요. 이렇게 하면 돼. 아, 그냥?
와, 넣으시게. 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 có cái thì xỏ xỏ ngang, có cái thì xỏ làm bốn gì vậy nè mọi người. Nhưng mà xỏ làm bốn thì nó sẽ khó hơn là xỏ ngang. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Trước khi hấp á là mình phải đem rửa lại một quận cho nó sạch những cái vụn chín ở ngoài con mực á cho nó đẹp và ngon. Sau đó mình cẩn thận bỏ từng con vào nồi. Ba con. Bốn con. Mình thấy món này rất là dễ làm luôn. Mọi người có thể nêm mắm muối, đường bột ngọt, tiêu gì đó theo ý mình, xong rồi mọi người nhồi rất là dễ luôn, làm cho cả nhà ăn. Nhà chồng mình nói ở tỉnh Càng Quân Tô á, người ta làm cái món này rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và đợi trong bao lâu nhỉ? Mét bún thì tới đây đó. Mét bún nhỉ? Sắp xếp bún. Khoảng 20 phút mọi người. Ôi, chị Mỹ Trinh giỏi dữ ta, giờ bà đang dọn dẹp nè mọi người. Sợ mẹ la cho nên làm dọn dẹp nhanh nhanh lên. Trời ơi, con gái ngoan hết biết ha. Mẹ chồng mình nói á, mẹ mà nhăn nhăn là thuốc đó. Tao còn sống tao mới nhăn được. Cái phần gia vị này còn lại á là mình sẽ làm cái chả tròn, tòng cơ răng ten, chả tròn để mình chiên lên mình ăn rất là ngon luôn, mấy đứa nhỏ rất là thích. Đây, bây giờ mới là vị trí của chị Mì Chin đây. Vị trí chính chủ của chị. Bà chủ. Chà, ít ha xe. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Tính tiền ghê chưa? Đó là nghề chính của bà đó. Chuyên môn. Rồi tính như nhân viên ngân hàng luôn, ghê thiệt. Thôi ký sẹt sẹt giám đốc luôn. Bà nói bà thích bút chì lắm. Giống phim về chùa hè. Không biết tại sao nhưng mà thích bút chì. Mồ hôi đổ, nóng nóng quá cho nên đổ mồ hôi, mọi người rất là nóng luôn, kinh khủng lắm. Gần 40 độ mà, 35 độ. Chị Đại nói tao học tiếng Việt Nam, tao về Việt Nam tao sống. Đừng có ai theo tao chứ, tao ở một mình tao. Mày thế đó. Việt Nam không? Chị Chi nói ngày hôm kia bà nằm mơ. Trong giấc mơ bà nói, bà thấy bà nói tiếng Việt Nam quá trời siêu luôn, mình đứng kế bên vỗ tay quá trời luôn. Bà nằm mơ thấy nói tiếng Việt. Mẹ chồng bà nói mày tưởng tượng đó. Wow, 30 phút đã trôi qua và mực của chúng ta đã chín mà nó lòi phèo ra kìa mọi người. Nhét nhiều gia vị quá nó lòi phèo ra. Nhìn mấy con này giống như là mấy con nhộng mà hút căng máu vậy đó mọi người, thấy cưng nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra để mình xem thử trông như thế nào nè mọi người. Wow, đầy đủ nguyên liệu rau cải luôn. Anh thôi cho tao cái chả lại rồi chứ. Chả chả luôn. Anh nhá. Anh cho tôi. Xin chào mọi người, xin chào mọi người.
Cái này ăn biết sao mọi người? Salad từ nè, mình sẽ ăn kèm với salad. Ô, bà tính bà ăn tới xe à? Ăn đi chị, ăn đi chị. Nó kẹp salad với lại miếng bạch tuộc. Ít bị cho cô rồi. Ôi cái một người duyên quá vậy, cho biết xem là ói cái dầu à? Cái một người bà đời bà đời. Ở đâu? Ở đâu? Ờ. Mà thích sợ, ngon quá. Ngon quá hay bơ xe à? Ngon quá. Đặc thầm bếc khăn rồi nha. Ngon quá hay bơ xe à? Ngon quá. Rung quá. Ngon quá. Rung quá. Sao mà cứ lông quá? Rung quá. À chứ còn. Ngon quá. Rung quá. Cái gì? Ngon. Ngon quá, bà cứ lông quá không à? Rung quá. Sao mà cứ lông quá vậy? Ngon, ngon quá. Ngon. Lông. Lông mà ngon. Đông. Ngon. À, cái nhân chị nói cái gì? Cái gì? Bà nói đợi tao chút, đợi tao chút. Lông. Ngon. Tại sao không có ngon. Ngon. Ôi chị. Làm này. Quá. Lông quá. Quá nè, ủa là cái gì? Quá. Ôi chị. Lông quá. À, lông này còn ngon. Long. À, nó không phải long mà. Ê, anh nè. Ê, giận à. Ở đâu à? Cứ ở đâu à? Long. Ồ. Thế cái mà thôi. Coi thả, à có được thằng coi phát hiện cái thả bụng. Bây giờ biết sao? Mình để ra dĩa cho các cầu thủ cử tạ ăn. Đội tập cử tạ.하나만 다 하면 맞을 거야. 뭐가? 안 thử thấy ngon lắm mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký, like và comment cho chị Đại, đó là một sức mạnh rất là to lớn. Tạm biệt mọi người. Ôm mình, bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Đang nhai không có nói được.